Nguyên nhân gây ra tình trạng táo bón ở những người cao tuổi phần lớn liên quan đến chế độ dinh dưỡng và sự tác động của thuốc men và các bệnh lý khác mà họ mắc phải. Vậy táo bón ở những người già để lâu mà không điều trị thì có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng hơn, bao gồm một số các biến chứng như là nứt kẽ hậu môn này, bị bệnh trĩ này, rồi viêm nhiễm đại trực tràng này, rồi xa trực tràng này, và tệ hơn đó là ung thư đại trực tràng. Hả? Vậy thì táo bón ở những người cao tuổi thì ngoài cái việc dùng thuốc thì chúng ta cần ăn gì để cải thiện hệ tiêu hóa và góp phần hỗ trợ điều trị táo bón một cách an toàn và hiệu quả? Thì trong video ngày hôm nay, Tuấn sẽ giới thiệu cho các bạn những các cái món ăn sẽ phòng ngừa cũng như hỗ trợ điều trị táo bón một cách an toàn và hiệu quả. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem người cao tuổi bị táo bón thì là nguyên nhân chủ yếu là do đâu. Người cao tuổi là một trong những đối tượng có nguy cơ mắc chứng táo bón cao hơn rất nhiều do những các cái nguyên nhân liên quan tới tuổi tác này, sức khỏe này, rồi thói quen vận động và chế độ dinh dưỡng. Trong đó thì bao gồm một số các cái nguyên nhân chính sau đây. Cái nguyên nhân thứ nhất, ở những người cao tuổi thì thường ít vận động, ít đi lại, rồi là do giảm nhu động ruột. Lâu ngày sẽ khiến cho phân tồn động ở lại trực tràng và gây ra tình trạng táo bón. Rồi cái nguyên nhân tiếp theo, đó là người cao tuổi thì thường hay chán ăn này, ăn không ngon miệng này, nên dẫn tới ăn ít hơn và không bổ sung đủ lượng chất xơ cần thiết hàng ngày. Rồi là không uống đủ nước hàng ngày, rồi rất là ngại uống nước để tránh phải đi vệ sinh, đặc biệt là vào ban đêm. Rồi là chính cái hệ tiêu hóa đấy ở những người cao tuổi thì hoạt động kém hơn. Và một cái nguyên nhân bên cạnh đó, đó là những người cao tuổi thì thường gặp một số các cái bệnh lý như là đái tháo đường này, đột quỵ này, các bệnh Parkinson này, rồi hội chứng ruột kích thích cũng dẫn tới tình trạng bị táo bón. Và những người cao tuổi thì thường sử dụng rất nhiều các thuốc, và một số các cái thuốc này cũng gây ra một số các cái tác dụng phụ dẫn đến tình trạng táo bón, như một số các nhóm thuốc an thần này, nhóm thuốc giảm đau này, rồi là một số các cái nhóm thuốc co thắt này, và một số các cái nhóm thuốc khác cũng có thể gây ra tình trạng táo bón. Tình trạng táo bón ở những người già, người cao tuổi tuy không nguy hiểm, nhưng nếu mà chúng ta không được điều trị kịp thời thì cũng có thể dẫn tới một số các cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Và khi đó thì chúng ta cần phải sử dụng các loại thuốc để điều trị táo bón. Thì các bạn có thể xem thêm video trên kênh để biết các nhóm thuốc điều trị táo bón. Và bên cạnh việc sử dụng nhóm thuốc điều trị táo bón thì một trong những yếu tố rất là quan trọng đó là các chế độ dinh dưỡng. Một trong yếu tố đó là việc bổ sung chất xơ và chất lỏng vào trong khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày là một trong yếu tố rất là quan trọng để phòng ngừa và hạn chế tình trạng táo bón. Về nhu cầu bổ sung chất xơ được khuyến nghị đối với người Việt Nam đó là mỗi một ngày thì chúng ta cần bổ sung khoảng 20 tới 25 gram chất xơ, và lượng nước uống thì chúng ta cần phải bổ sung khoảng 1,5 lít cho tới 1,8 lít trên một ngày. Và điều đó còn được khuyến nghị đó là khi mà chúng ta ăn những các cái thực phẩm đấy giàu chất xơ thì chúng ta cần bổ sung thêm nhiều nước để giúp đẩy chất xơ qua ruột một cách dễ dàng hơn. Và sau đây Tuấn sẽ giới thiệu 5 thực phẩm có lợi nhất cho những người già để mọi người có thể bổ sung vào khẩu phần ăn uống hàng ngày. Thứ nhất đó là khoai lang. Và trong video này Tuấn muốn giới thiệu tới đó là loại củ khoai lang. Tuy nhiên lá khoai lang thì hỗ trợ điều trị táo bón rất là tốt và đã đề cập trong các video khác rồi. Củ khoai lang nổi tiếng với công dụng đó là cải thiện chứng táo bón vì chứa một hàm lượng chất xơ rất là cao. Trong y học cổ truyền, loại củ này có tính bình vị ngọt và giúp thông tiện và bổ tỳ vị nhuận tràng. Và ước tính đấy, cứ khoảng 100g khoai lang thì có chứa khoảng 2,5 gram chất xơ. Bạn cũng có thể chế biến nhiều món từ củ khoai lang như luộc này, như hấp này, nấu súp này, nấu chè này. Các bạn có thể lựa chọn các món để phù hợp với khẩu vị của mình hơn và không bị ngán khi cần phải ăn thường xuyên. Và thực phẩm thứ hai Tuấn muốn giới thiệu tới các bạn đó là rau mồng tơi. Theo y học cổ truyền thì rau mồng tơi có vị ngọt, chua và tính hàn, sẽ có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng, nương huyết và giải độc. Loại rau này dùng để chữa táo bón, rồi là tiểu tiện khó này, da nổi ban này, mụn nhọt.
Và người ta ước tính đấy, cứ khoảng 100g rau mồng tơi thì có chứa khoảng 2,5g chất xơ. Và rau mồng tơi đấy thì cũng chứa rất nhiều các polysaccharide. Rồi chất nhầy, chất xơ sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng, sẽ góp phần giảm hấp thu các cholesterol này, gluco sau bữa ăn và sẽ tạo cái cảm giác lo lâu, hạn chế nguy cơ tăng mỡ máu và phòng ngừa các vấn đề về đường ruột. Theo kinh nghiệm của một số người thì bạn cũng có thể lấy lá mồng tơi rửa sạch, giã lát hoặc có thể xay lát và chúng ta vắt lấy nước cốt cộng với có thể pha thêm một ít nước đun sôi để nguội và chúng ta có thể uống và có thể dùng vài lần trong ngày và dùng vài ngày cũng có thể giúp cho chúng ta đi đại tiện một cách dễ dàng. Và một trong những cái cách đơn giản nhất và dễ làm nhất đó là chúng ta nấu canh rau mồng tơi và chúng ta sử dụng vài ngày liên tục thì cũng sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đi đại tiện và giúp phòng ngừa được tình trạng bị táo bón. Thực phẩm thứ ba Tuấn muốn giới thiệu tới các bạn đó là chuối chín. Chuối chín là một loại trái cây dễ tìm, dễ mua nhưng lại chứa rất nhiều các chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa cả người lớn và trẻ em. Bên cạnh đó, chuối chín cũng cung cấp rất nhiều các dưỡng chất khác như vitamin B6 này, kali, magie này, sẽ giúp cho cơ thể duy trì được quá trình trao đổi chất và cải thiện được tình trạng bị huyết áp này và giảm nguy cơ mắc một số các bệnh tiểu đường. Chuối chín là một trong những các cái thực phẩm mà chứa hàm lượng chất xơ rất là cao và nghiên cứu đã cho thấy cứ khoảng 100g chuối chín thì có thể chứa tới 2,6g chất xơ. Và chất xơ trong chuối chín này sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hỗ trợ tình trạng táo bón một cách hiệu quả. Nhất là đối với những người già bị táo bón thì có thể nên duy trì ăn 1 cho tới 2 quả chuối mỗi ngày sẽ giúp cải thiện bệnh và phòng ngừa tình trạng bị táo bón. Một lưu ý nhỏ ở đây đó là các bạn nhớ là phải lựa chọn là chuối chín chứ không phải chuối xanh, vì trong chuối xanh thì có chứa nhiều tannin sẽ tạo vị chát và có tính cố sáp. Sau khi tannin đi vào trong cơ thể sẽ gây kết tủa với protein, sẽ khiến cho phân khô cứng hơn, điều này sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng bị táo bón. Và thứ tư đó là Tuấn muốn giới thiệu tới các bạn đó là quả bơ. Quả bơ là một trong những quả mà có rất nhiều các chất xơ và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ khoảng 100g quả bơ thì sẽ chứa 7g chất xơ, trong đó hàm lượng chất xơ hòa tan chiếm khoảng 25%. Các cái chất xơ hòa tan này bên cạnh việc giúp làm mềm phân, làm nhuận tràng, nó còn thúc đẩy cho các vi khuẩn đường ruột sinh sôi phát triển và tạo thuận lợi cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh. Từ đó sẽ phòng ngừa rối loạn tiêu hóa và phòng ngừa tình trạng bị táo bón. Quả bơ không chỉ giàu chất xơ hòa tan mà bơ còn cung cấp nhiều các vitamin cùng với hàm lượng omega 3 dồi dào, rất là tốt cho tim mạch, đặc biệt là những người cao tuổi. Đối với những người già bị táo bón thì nên ăn bơ để vừa cải thiện bệnh đường ruột vừa tốt cho sức khỏe tổng thể. Và thực phẩm thứ năm Tuấn muốn giới thiệu tới các bạn đó là táo. Một quả táo cỡ khoảng 180g thì có chứa khoảng 4-5g chất xơ. Và trong đó thì hầu hết là những các loại chất xơ hòa tan như pectin này sẽ giúp làm phân mềm và tăng cường quá trình tiêu hóa, giảm nguy cơ bị táo bón. Ngoài ra đấy thì táo rất là giàu các chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm và phòng ngừa sự tổn thương các tế bào đường ruột do tình trạng táo bón lâu ngày gây ra. Một điều muốn nhắc tới các bạn đó là chất xơ đấy thì tập trung rất nhiều ở vỏ táo. Vì vậy mà chúng ta có cách vệ sinh để có thể ăn cả vỏ táo. Ngoài ra vỏ táo thì có chứa rất nhiều các enzyme rất là tốt cho sức khỏe. Và trên đây Tuấn đã giới thiệu 5 cái nhóm thực phẩm rất là tốt cho hệ tiêu hóa để phòng ngừa những các tình trạng bị táo bón cũng như hạn chế việc táo bón tái đi tái lại ở những người cao tuổi và người già. Bên cạnh việc bổ sung các loại chất xơ từ các nhóm thực phẩm trên thì một trong những yếu tố Tuấn đã nhắc đó là chúng ta cần phải bổ sung các chất lỏng và đặc biệt phải chú trọng tới việc chúng ta uống nước hàng ngày. Và nhắc lại đó là lượng nước hàng ngày chúng ta cần phải bổ sung từ 1,5 cho tới 1,8 lít. Đối với những người đang bị táo bón có thể bổ sung tới 2 lít mỗi ngày. Từ đó cái việc chúng ta bổ sung nhiều nước như vậy sẽ giúp cho phân mềm hơn, làm giảm ma sát với niêm mạc ống tiêu hóa, sẽ giúp cho quá trình đại tiện một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh chúng ta bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ này, uống nhiều nước, vận động thường xuyên cũng như sẽ rèn luyện về thói quen đi đại tiện vào khung giờ trong ngày sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa và hỗ trợ điều trị táo bón rất là hiệu quả.
Nếu như các bạn đang gặp phải tình trạng táo bón mãn tính hoặc là táo bón kéo dài gây ra các bất tiện cho cuộc sống, một trong những yếu tố đó là các bạn cần phải sử dụng thuốc hoặc là các cái thực phẩm hỗ trợ bên cạnh việc bổ sung những các cái thực phẩm ở trên. Vậy thì cái sản phẩm nào nó sẽ phù hợp cũng như hỗ trợ trong quá trình điều trị táo bón mãn tính hoặc là táo bón cấp tính? Thì trong video này Tuấn muốn giới thiệu tới các bạn đó là một cái sản phẩm Insotagol. Sản phẩm này có chứa các chất xơ hòa tan sẽ giúp cho quá trình phân của chúng ta sẽ mềm và chúng ta dễ dàng đi đại tiện. Hai nữa là sản phẩm này bổ sung các cái men vi sinh ấy, sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đi đại tiện, giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh, hấp thu được dưỡng chất dễ dàng, chúng ta đi ngoài mà không có cảm giác đau và rát. Ngoài ra đấy, sản phẩm này còn bổ sung một thành phần rất là quan trọng, đó là bổ sung chất xơ hòa tan từ mỗ chôm cũng như chất xơ hòa tan từ fibrinogen. Chất xơ hòa tan là một trong những yếu tố rất là quan trọng để phòng ngừa cũng như hỗ trợ điều trị các tình trạng bị táo bón. Ngoài ra chất xơ hòa tan còn giúp một số các cái bệnh lý về tim mạch, về tiểu đường. Nếu như các bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ tới số hotline để được Tuấn hỗ trợ lựa chọn những các sản phẩm phù hợp với tình trạng táo bón của các bạn để giúp cho các bạn điều trị táo bón một cách an toàn, hiệu quả và không bị tái lại. Các bạn hãy đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được các video sớm nhất từ Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.